Chào mọi người, đây là xe đạp 10B. Nhưng mà hôm nay cái video này mình chỉ quay một số hình ảnh của chiếc xe Breton Label này thôi. Tại vì mình có quay video rồi nhưng mà mình lỡ tay mình xóa mất tiêu. Bây giờ thành ra là chỉ còn được một số cái hình ảnh để mình đăng cho mọi người xem. Cái xe này là dòng Touring mang thương hiệu Breton và cái phân khúc của nó là Breton Label. Cái dòng xe này thì nó sẽ được trang bị cái cấu hình là 3 dĩa 8 lít. Nó sử dụng full group Shimano Atus. Xe này nó sẽ có đặc trưng một cái là cái phần dây phanh ở phía sau của nó sẽ được âm ở bên trên cái khung sườn phía trên. Vì vậy là nhìn chiếc xe nó rất là thể thao. Như trên video mà mọi người thấy thì xe được trang bị cái màu sơn là màu sơn đen. Đen này là đen bóng và nó rất là thích hợp với nam hoặc là những người mà nữ đi cũng được. Nhưng mà xe này thì nó có cái xe hơi cao, chứ cái màu đen này thì nam hay nữ đều sử dụng được. Toàn bộ cái phụ tùng trên xe đều là zin nguyên bản cả. Trên xe thì mặc dù tút lại cái màu sơn nhưng mà mình vẫn giữ lại đầy đủ mấy cái tem nội địa tại Nhật, cũng như là tem zin của xe. Mình giữ lại tất cả và mình không có bỏ cái nào cả. Xe này nó có cái xe ống đứng là tầm khoảng chừng 50, còn cái ống ngang là 55. Người mà muốn dùng xe này thì phải cao từ 1m68 trở lên thì mới sử dụng được. Sơ lược về chiếc xe là như vậy. Nếu mà mọi người muốn xem hình ảnh cho cụ thể hơn thì có thể alo cho mình sẽ gửi cho mọi người xem. Còn không thì mọi người cứ việc điện thoại trực tiếp cho mình luôn để mình tư vấn cho nó dễ. Hẹn gặp mọi người ở video kế tiếp. Xe đạp 10B chân thành cảm ơn.